Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Trần Tuấn Việt của bộ môn tim mạch Đại học Y Hà Nội và hiện đang công tác tại viện tim mạch Bệnh viện Bạch Mai. Và chuyên mục trao đổi ngày hôm nay thì xung quanh nội dung là đối với nhịp tim và những kiến thức thiết thực cần biết. Và mục tiêu của bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về ba vấn đề. Thứ nhất là các kiến thức cơ bản về rối loạn nhịp, thứ hai là những rối loạn nhịp tim nào thường gặp, và thứ ba là một số các cái câu hỏi mà quý bạn thường thắc mắc. Đầu tiên là về kiến thức cơ bản về các cái loạn nhịp. Đầu tiên, để hiểu biết về các cái loạn nhịp thì chúng ta cần phải biết về các hoạt động bình thường của tim, thế nào là nhịp tim. Thế thì quả tim hoạt động thì phụ thuộc vào hệ thống phát nhịp. Hệ thống phát nhịp này khi phát nhịp ra thì sẽ khử cực các cái cơ tim, và thông qua hệ thống dẫn truyền trong quả tim dẫn truyền nhịp đi, cái xung nhịp này đi khắp quả tim để tim có thể co bóp một cách đồng bộ nhất và tốt nhất. Và tất cả các hoạt động điện này thì đều được ghi lại trên một cái dạng sóng thông qua một cái máy gọi là máy điện tâm đồ. Và thông qua cái máy này thì sẽ ghi được các cái hoạt động điện của tim. Và nếu mà có các cái rối loạn nhịp nào đó xuất hiện thì cái máy này nó sẽ ghi nhận được. Vậy thì nhịp tim bình thường là gì? Nhịp tim bình thường được gọi là nhịp xoang. Nhịp xoang do cái nút xoang nó phát nhịp ra, nên gọi là nhịp xoang. Và thông thường thì nhịp xoang nó phát nhịp rất đều, thông thường từ khoảng 60 đến 100 chu kỳ trên phút. Và đối với một số các cái cá thể đặc biệt thì có thể nhịp tim để chậm hơn một chút, ví dụ như là người nam giới trẻ tuổi hay những người chơi thể thao lâu năm vân vân, thì nhịp tim cơ bản bình thường cũng rất là chậm, khoảng 50 lần một phút, chậm hơn cái mức thông thường là từ 60 đến 100 lần một phút, chậm hơn. Tuy nhiên cái nhịp chậm này không phải là bệnh lý, đặc biệt là trong lúc ngủ, trong khi ngủ thì nhịp tim có thể dưới 60 lần một phút, thậm chí xuống 40 lần, 30 lần một phút, và hoàn toàn là bình thường vì trong lúc này cơ thể nó tự điều hòa cái nhịp tim xuống, nhịp tim xuống thấp. Đấy, bởi vì trong lúc ngủ thì cái nhu cầu năng lượng của cơ tim nó rất là ít, nên là cơ thể nó tự điều chỉnh nhịp tim xuống thấp, xuống dưới 60 lần một phút. Đấy. Và tất cả những cái nhịp chậm này hoàn toàn là bình thường và người ta gọi là nhịp chậm sinh lý, không phải bệnh lý. Và trong một số hoàn cảnh thì nhịp tim cũng có thể nhanh hơn bình thường, nhanh hơn 100 lần một phút. Ví dụ như là khi gắng sức, khi chúng ta đi cầu thang, đi bộ, chơi thể thao vân vân, thì nhịp tim có thể nhanh hơn bình thường, nhanh hơn 100 lần một phút. Điều này lý giải vì khi mà chúng ta hoạt động gắng sức thì cái nhu cầu năng lượng của cơ tim nó cao hơn, nhu cầu năng lượng của cơ thể nó cao hơn, nên lúc này cơ thể nó tự điều chỉnh cho nhịp tim nhanh hơn để cung cấp được oxy, cung cấp được máu đến các cái cơ quan một cách tốt hơn. Trong một số các trường hợp khác như đau sốt cũng tương tự như vậy, thì nhịp tim cũng có thể nhanh hơn 100 lần một phút. Và trong các cái trường hợp này thì nhịp nhanh cũng là nhịp nhanh sinh lý, nhịp nhanh sinh lý và không phải là bệnh lý. Loạn nhịp tim là gì? Loạn nhịp tim là tình trạng bất thường về mặt điện học của tim, hay có thể nói đơn giản hơn là bất thường về việc tạo nhịp hoặc bất thường về mặt dẫn truyền điện học trong buồng tim. Đấy, như chúng ta đã biết thì hoạt động bình thường của quả tim là có sự phát nhịp, do đó thì dẫn nhịp tim trong buồng tim và dẫn đến là hoạt động co bóp của quả tim. Vậy thì khi mà cái bộ máy tạo nhịp nó bị có vấn đề, nó bị bệnh lý, thì nhịp tim có thể sẽ không còn giữ được cái nhịp sinh lý nữa, không còn giữ được nhịp thông thường nữa, không còn giữ được nhịp xoang nữa, mà chuyển sang một dạng nhịp bệnh lý khác, có thể chậm, có thể nhanh như là một dạng nhịp bệnh lý khác. Hoặc đôi khi là bộ máy phát nhịp thì vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên là trong và cái bộ máy dẫn truyền trong quả tim thì lại bất thường, khiến cho xung nhịp dẫn trong quả tim không dẫn được một cách toàn bộ, không dẫn được một cách hoàn hảo nhất, dẫn đến các cái bất thường về dẫn truyền trong tim. Thông thường thì dẫn đến các rối loạn liên quan đến nhịp chậm, vân vân. Và tất cả các cái trường hợp này thì được gọi là các cái bệnh lý. Đây là một số các cái trường hợp mà rối loạn nhịp thường gặp. Đấy, như chúng ta thấy nhịp thông thường là nhịp xoang là 60 đến 100 lần một phút. Thế còn nhịp chậm thì được định nghĩa là dưới 60 lần một phút.
Đấy, và các bạn cần phải nhớ nhịp chậm này có thể là sinh lý hoặc bệnh lý. Đấy, trong trường hợp các cái nhịp bệnh lý thì thông thường nhịp có thể xuống rất chậm, xuống dưới 40 chu kỳ trên phút. Đấy, và là một trong các cái dấu hiệu nguy hiểm, đấy, cần phải đi khám ngay. Nhịp nhanh thì được định nghĩa là khi mà tần số tim trên 100 chu kỳ trên phút, và thậm chí là có một số các bệnh lý là nhịp có thể nhanh lên 180 lần phút, 200 lần phút, thậm chí 220 lần một phút. Và khi mà nhịp quá nhanh thì cũng là một cái dấu hiệu mà nguy hiểm, đấy, báo hiệu nguy hiểm, cần phải nhập viện ngay vì có thể một số trận nhịp khi mà nhanh quá sẽ đe dọa tính mạng bệnh nhân. Ngoài việc nhịp nhanh, nhịp chậm ra thì còn có thể có các trận nhịp mà nó khiến cho nhịp tim trở nên không đều, đấy, lúc thì nhanh, lúc thì chậm, đấy, lúc thì không đều, xen kẽ nhau, đoạn nhịp hoàn toàn. Đấy, ví dụ như là trong trường hợp rung nhĩ trên hình minh họa đây. Chúng ta thấy là cái quả tim ở trên thì nó đập rất là đều, các nhịp rất là đều nhau, nhưng cái quả tim ở dưới thì nó đang đập với một cái chu kỳ rất là loạn nhịp, rất là loạn loạn hoàn toàn và không hề có một cái quy luật nào cả. Đấy, thì người ta gọi trường hợp đó là rung nhĩ, là một trong các cái rối loạn nhịp rất thường gặp, hiện nay. Một số các cái triệu chứng thường gặp khi bệnh nhân bị rối loạn nhịp nói chung, cảm giác đánh trống ngực. Đánh trống ngực làm cảm giác mà bệnh nhân thường cảm thấy hụt hẫng, tim đập nhanh, tim đập mạnh, vân vân. Đây là một cái triệu chứng mà rất thường gặp mà gặp trong hầu hết tất cả các cái rối loạn nhịp, kể cả nhịp nhanh lẫn nhịp chậm đều có cái biểu hiện đánh trống ngực. Và dựa vào biểu hiện đánh trống ngực này thì rất khó cắt nghĩa đây là cái bản chất của rối loạn nhịp là rối loạn nhịp gì, nhưng đây là một cái rối loạn nhịp rất là thường gặp. Đây là hoa mắt, chóng mặt, đấy, thì choáng váng, đây là biểu hiện của các cái giảm oxy máu não do nhịp quá chậm hoặc do nhịp quá nhanh. Khi mà nhịp quá nhanh hoặc quá chậm thì cái lượng máu tuần hoàn đi lên não nó sẽ bị giảm đi và dẫn đến là các cái triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, choáng váng, rất là thường gặp ở những cái bệnh nhân mà nhịp quá nhanh hoặc là quá chậm. Ngất là một cái triệu chứng mà khá là nguy hiểm, và làm cái mức độ nặng hơn của giảm tới máu não, biểu hiện bằng sự mất ý thức một cách đột ngột, đấy là một triệu chứng rất là nặng và thường là ngất thì thường liên quan đến các cái rối loạn nhịp nguy hiểm, và đây cũng là một trong các triệu chứng mà bệnh nhân cần phải đến gặp bác sĩ ngay. Ngất có thể kèm theo rất nhiều các cái triệu chứng đi kèm, ví dụ như là kèm theo co giật, ví dụ như là kèm theo liệt nửa người, ví dụ như là kèm theo đái ỉa không tự chủ, vân vân. Đó là những cái dấu hiệu mà nguy hiểm thường đi kèm theo cái triệu chứng ngất. Một cái triệu chứng nữa cũng rất là hay gặp, đấy là giảm khả năng gắng sức. Khi mà bệnh nhân đã bị rối loạn nhịp rồi thì thường sẽ có biểu hiện là mệt mỏi, đấy, cản trở các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày vốn là người bệnh có thể làm được một cách dễ dàng hàng ngày thì bây giờ lại làm rất là khó khăn, làm rất là mệt, đấy, rất là khó khăn để hoàn thành. Ví dụ như việc đi cầu thang, đấy, ví dụ như việc đi bộ, ví dụ như việc tập thể dục, đấy, rất là nhanh mệt, rất là nhanh mệt, rồi cảm giác khó thở. Đấy, việc giảm khả năng gắng sức có thể gặp cả ở các cái trường hợp mà rối loạn nhịp chậm lẫn rối loạn nhịp nhanh. Đấy, rối loạn nhịp nhanh trong các cái trường hợp này thì giảm khả năng gắng sức cũng là một cái vấn đề nổi bật, đấy, khiến cho bệnh nhân thường phải đi khám vì mệt. Vậy thì những cái đối tượng nào thì có nguy cơ cao bị loạn nhịp tim? Đấy, loạn nhịp tim thì trong đa phần các cái rối loạn nhịp tim thì nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đấy, và mọi giới tính, nghĩa là trẻ con cũng bị, người trung niên cũng bị, đấy, người già cũng bị, hoặc người rất già cũng bị, đấy, rồi nam cũng bị, nữ cũng bị và không có phân biệt gì cả. Và đa phần trong các cái đối tượng này thì là nguyên phát, nghĩa là không có rõ một cái nguyên nhân cụ thể nào gây ra rối loạn nhịp cả. Đấy, thì tuy nhiên là cũng có một số các trường hợp là thứ phát. Đấy, và một số các cái bệnh lý đi kèm sau đây thì sẽ có cái tần suất gặp rối loạn nhịp cao hơn. Ví dụ như là ở người cao tuổi, rõ ràng ở những người cao tuổi hoặc rất cao tuổi như là trên 80 tuổi, đấy, thì cái nguy cơ, cái tần suất mà gặp rối loạn nhịp ở những cái đối tượng này thì sẽ cao hơn người bình thường. Hoặc rõ ràng những cái người bệnh mà đang có bệnh lý tim mạch, đấy, đang bị các cái bệnh tim mạch như là bệnh tăng huyết áp, như là bệnh suy tim, bệnh mạch vành, bệnh lý van tim, bệnh lý cơ tim vân vân, thì các cái người mà đang có bệnh tim mạch này thì nguy cơ mà mắc các rối loạn nhịp thứ phát do các cái bệnh lý tim mạch này gây ra
cũng cao hơn rất nhiều so với cả nhóm cộng đồng chung. Một số bệnh lý nội khoa như là bệnh lý tuyến giáp, bệnh lý đái tháo đường, các bệnh liên quan đến phổi, đặc biệt là bệnh phổi mãn tính thì cũng làm gia tăng các cái nguy cơ loạn nhịp khác nhau. Một số các cái thói quen sinh hoạt không lành mạnh như là lạm dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích như cà phê, ma túy vân vân cũng có làm gia tăng các cái nguy cơ mà bị rối loạn nhịp. Rồi gần đây thì người ta nói nhiều đến cái hội chứng gọi là hội chứng ngưng thở khi ngủ, làm cái hội chứng mà hội chứng liên quan đến chuyển hóa đấy, và ở cái người mắc cái hội chứng này thì có cái biểu hiện là bị ngưng ngưng thở trong khi ngủ vào ban đêm đấy, ngưng thở khi ngủ vào ban đêm. Biểu hiện lâm sàng có thể là mệt mỏi nhiều rồi ngủ ngáy, rồi thì thường gặp ở những người béo phì vân vân. Và khi mà bệnh nhân mắc cái hội chứng ngưng thở khi ngủ thì đây là một yếu tố nguy cơ rất cao dẫn đến các cái rối loạn nhịp phát sinh sau này. Vậy thì làm cách nào để có thể sàng lọc và chẩn đoán các cái rối loạn nhịp? Hiện nay thì có rất nhiều các cái công cụ có thể giúp chẩn đoán các cái rối loạn nhịp. Ví dụ như là đơn giản như là cái đồng hồ thông minh mà chúng ta đeo trên tay hàng ngày. Đấy, đặc biệt là các cái sản phẩm đồng hồ thông minh cao cấp nhất hiện nay thì nó cho phép không những chỉ đếm được nhịp tim mà còn ghi lại được cả điện tâm đồ, một một cái chuyển đạo điện tâm đồ. Đấy, và tất cả các dữ liệu này được lưu trữ lại trong cái bộ nhớ của đồng hồ, và người bệnh hoặc là bác sĩ hoàn toàn có thể trích xuất dữ liệu đây ra để có thể chẩn đoán được cái bệnh lý nếu có. Hoặc đơn giản hơn là chúng ta có thể theo dõi nhịp tim qua máy đo huyết áp. Đấy, nếu khi nào chúng ta thấy mệt mỏi cho thì đánh trống ngực, chúng ta cảm giác tim đang đập rất mạnh, chúng ta có thể đo huyết áp. Đấy, thì ngoài các cái con số huyết áp như là huyết áp công thu, huyết áp công trương thì máy nó còn có một cái con số thứ ba nữa, đấy là con số nhịp tim, đấy giúp cho chúng ta cái thông tin về nhịp tim. Thế nếu mà chúng ta đo huyết áp thấy nhịp tim quá chậm chẳng hạn, chậm dưới 60 lần một phút, hoặc nhịp tim quá nhanh đấy, nhanh 150 180 lần một phút, thì có thể lúc đó chúng ta phải đi đến các cơ sở y tế để chúng ta kiểm tra lại. Đấy, có nhân viên y tế, có bác sĩ hoặc là có điều dưỡng để chúng ta người ta sẽ đo lại huyết áp để chúng ta nghe tim để xác định lại xem có đúng là chúng ta đang bị các cái rối loạn nhịp tim hay không. Rồi thì đây là một số cái phương pháp sâu hơn để chẩn đoán rối loạn nhịp, ví dụ như là máy ghi điện tâm đồ 12 chuyển đạo. Đây là một cái máy rất là phổ thông có mặt ở hầu hết các cái cơ sở y tế. Đấy, khi mà nghi ngờ các rối loạn nhịp thì có thể làm cái điện tâm đồ 12 chuyển đạo rất là đơn giản và cho kết quả ngay để thông qua các cái dữ liệu trên điện tâm đồ đó thì sẽ chẩn đoán được các cái rối loạn nhịp. Ngoài ra thì ghi điện tâm đồ hiện nay còn có một cái sản phẩm gọi là máy ghi điện tâm đồ sự kiện. Máy ghi điện tâm đồ sự kiện nên là một cái máy bỏ túi. Đấy, nó rất là nhỏ nhỏ giống như to bằng 2 lần cái USB thôi. Đấy, rất là nhỏ. Đấy, kích thước khoảng 4 đến 5 cm và hoàn toàn có thể bỏ trong túi. Đấy, và khi mà bệnh nhân có cái triệu chứng mà liên quan đến rối loạn nhịp, ví dụ như là đánh trống ngực, ví dụ như là mệt, ví dụ như là khó thở, ví dụ như là cảm giác tim đập rất nhanh, thì chúng ta có thể lấy cái máy này ra và ghi được, cái máy này sẽ có chức năng là ghi được cái điện tâm đồ. Đấy, ngay lập tức, ngay tại cái thời điểm đó. Thế thì khi mà ghi được điện tâm đồ thì cái máy này sẽ kết nối với điện thoại và nó sẽ lưu vào bộ nhớ điện thoại, và từ điện thoại sẽ gửi trực tiếp cho các bác sĩ mà đang theo dõi cái tình trạng sức khỏe của cái người bệnh đó. Đấy, thế thì ngay tại cái thời điểm bệnh nhân có triệu chứng thì sẽ ghi được cái điện tâm đồ, và lúc đó thì bác sĩ sẽ có rất nhiều thông tin để có thể chẩn đoán được cái bệnh lý liên quan đến rối loạn nhịp của bệnh nhân. Một số cái phương pháp mà thường là để chẩn đoán các rối loạn nhịp sâu hơn ở hiện nay trong bệnh viện, đấy là các cái điện tâm đồ lưu động 24 giờ, điện tâm đồ gắng sức với thảm chạy. Điện tâm đồ lưu động 24 giờ là cái máy mà đeo bên người. Đấy, kích thước nó khoảng 10 đến 15 cm, đeo bên người, và máy này thì nó có chức năng là ghi điện tâm đồ liên tục trong 24 tiếng. Kể cả lúc chúng ta ăn, lúc chúng ta ngủ, lúc chúng ta sinh hoạt, máy nó cũng thể ghi được điện tâm đồ. Đấy, và ngay cả khi bệnh nhân có triệu chứng, không có triệu chứng, máy nó cũng ghi điện tâm đồ, và toàn bộ điện tâm đồ trong vòng 24 tiếng này sẽ được lưu vào bộ nhớ của máy. Và sau 24 tiếng thì người bệnh có thể tháo máy ra và trích xuất dữ liệu từ trong máy ra để cho bác sĩ có thể đọc được. Bác sĩ sẽ đọc được các cái dữ liệu này
và quan sát được các cái hoạt động điện của tim trong suốt 24 tiếng và cung cấp rất nhiều các cái thông tin có ích trong việc chẩn đoán bệnh. Đối với điện tâm đồ lưu động 24 giờ thì bệnh nhân hoàn toàn không cần phải nằm viện để có thể được sử dụng cái nghiệm pháp này, mà hoàn toàn bệnh nhân có thể đến viện khám, được đeo máy và sau đó trở về nhà và sau 24 giờ quay trở lại bệnh viện để tháo máy và trích xuất dữ liệu. Đấy, và các bác sĩ sẽ dựa vào các dữ liệu này để chẩn đoán bệnh. Điện tâm đồ gắng sức với thảm chạy cũng là một phương pháp rất là hiện đại và rất là quan trọng trong việc chẩn đoán các dữ liệu nhịp, đặc biệt là các dữ liệu nhịp thường xuất hiện khi gắng sức. Đấy, hoặc là để đánh giá cái mức độ giảm khả năng gắng sức đối với do các rối loạn nhịp. Thế nếu mà các cái trường hợp rối loạn nhịp mà thường xảy ra khi gắng sức thì hoàn toàn có thể sử dụng cái điện tâm đồ gắng sức với thảm chạy này nhằm chẩn đoán các cái bệnh xảy các cái bệnh liên quan đến rối loạn nhịp liên quan đến gắng sức. Một số các cái phương pháp mà chẩn đoán hiện nay mà bệnh nhân cần phải nhập viện đó là các cái phương pháp chẩn đoán dựa vào các cái thiết bị cấy ghép, ví dụ như là người ta gọi đây là cái loop recorder, nghĩa là cái máy theo dõi điện tim liên tục. Đấy, nó rất là nhỏ, nó khoảng 2-3 cm được cấy vào dưới da, thế thì cái phương pháp này sẽ giúp cho bác sĩ có thể theo dõi nhịp tim của bệnh nhân trong vòng 2-3 năm liên tục. 2-3 năm liên tục bệnh nhân cần phải nhập viện cấy cái máy này dưới da. Đấy, máy này sẽ ghi lại điện đồ các cái hoạt động điện của tim liên tục. Đấy, liên tục, và bệnh nhân sẽ đi khám định kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc bất kỳ khi nào có cái triệu chứng liên quan đến rối loạn nhịp thì sẽ được nhập viện. Đấy, và bác sĩ sẽ trích xuất dữ liệu từ cái thiết bị này ra để đánh giá xem là cái rối loạn nhịp mà bệnh nhân gặp phải là gì. Rồi thì các cái phương pháp như thăm dò điện sinh lý là bệnh nhân cần phải nhập viện, đấy, làm cái thủ thuật đưa các dụng cụ, các cái điện cực vào trong buồng tim để thăm dò các cái điện đồ trong buồng tim, đấy, thăm dò các cái hoạt động điện cụ thể trong buồng tim để phát hiện ra các cái rối loạn nhịp. Thông thường phương pháp thăm dò điện sinh lý tim là phương pháp xâm lấn và là phương pháp cuối cùng khi các phương pháp khác không chẩn đoán được bệnh, hoặc đây là phương pháp mà vừa kết hợp chẩn đoán bệnh vừa kết hợp điều trị bệnh ngay trong một lần, là ví dụ như là để thăm dò và để triệt đốt các cái rối loạn nhịp vân vân thì sẽ kết hợp luôn. Nhưng các cái bệnh lý rối loạn nhịp có chữa khỏi được hay không thì rất nhiều các rối loạn nhịp thì có thể chữa khỏi được hoàn toàn. Đấy, và một số các rối loạn nhịp thì cần điều trị lâu dài và theo dõi một cách định kỳ. Thế cái điều trị này thứ nhất là nhằm cải thiện các triệu chứng. Đấy, cải thiện các triệu chứng, bởi vì các cái triệu chứng liên quan đến rối loạn nhịp cũng rất là khó chịu và việc điều trị sẽ giúp cải thiện các triệu chứng này. Và đối với cả một số các cái rối loạn nhịp nguy hiểm thì việc điều trị sẽ làm giảm nguy cơ biến chứng do rối loạn nhịp gây ra. Đấy. Và điều trị thì hiện nay có rất nhiều các cái phương pháp điều trị khác nhau, như là sử dụng thuốc, như là can thiệp triệt đốt, như là các thiết bị cấy ghép, như là máy tạo nhịp tim vân vân. Đấy, tùy thuộc vào từng các rối loạn nhịp khác nhau mà có các cái phác đồ và phương pháp điều trị khác nhau. Đây là các cái phương pháp, các cái máy, các cái thiết bị cấy ghép để điều trị rối loạn nhịp chậm, hay còn gọi là các cái máy tạo nhịp tim. Đấy, các cái máy tạo nhịp tim, các cái máy này sẽ được đặt ở dưới da, ở vùng vai. Đấy, dưới xương đòn, và các cái máy này sẽ có cái điện cực đi theo đường mạch máu và đi vào trong quả tim, và các cái điện cực này nó có cái tác dụng là tạo nhịp tim. Đấy, thay cho cái bộ máy tạo nhịp của tim nếu mà cái bộ máy tạo nhịp của tim nó đã bị hỏng. Đấy, hoặc cái bộ máy dẫn truyền của tim nó đã bị hỏng thì cái máy này sẽ giúp thay thế bộ máy tạo nhịp hoặc bộ máy dẫn truyền của tim để nó tạo nhịp tim. Đấy, để duy trì cái nhịp tim mà an toàn. Đấy, an toàn. Hiện nay thì các thế hệ máy mới nhất có cái kích thước rất là nhỏ, đấy, thậm chí là 3-4 cm, rất là nhỏ, cấy trong buồng tim và không có dây. Đấy, người ta gọi là máy tạo nhịp không dây cấy trong buồng tim. Đấy là một trong các cái tiến bộ rất là lớn hiện nay của y học, giúp cho tạo nhịp tim nhân tạo, đấy, thay thế cho các cái bộ máy dẫn truyền hoặc là bộ máy tạo nhịp tim buồng tim nó đã bị hỏng, đã bị không hoạt động được nữa. Rồi các phương pháp điều trị rối loạn nhịp nhanh như là các cái phương pháp thăm dò điện sinh lý
cái thăm dò định sinh lý để chẩn đoán bệnh, và sau đó thì kết hợp với điều trị triệt đốt các cái rối loạn nhịp đó bằng sóng cao tần. Hiện nay thì phương pháp này đang được ứng dụng rộng rãi tại các cái trung tâm tim mạch chuyên khoa, trung tâm có chuyên khoa sâu về tim mạch, và mang lại cái kết quả rất là hứa hẹn với tỷ lệ thành công rất là cao. Đấy, thậm chí đối với một số các rối loạn nhịp tỷ lệ thành công thể lên đến 95-98%, tỷ lệ thành công rất cao. Trong đó thì hệ số an toàn cũng rất là ngoạn mục, rất là thấp. Đấy, cái tỷ lệ biến chứng liên quan đến thủ thuật nó rất là thấp. Rồi thì máy phá rung tự động là một cái thiết bị cấy ghép mà khi cấy vào trong buồng tim, đấy, thì nó có tác dụng là phát hiện ra các rối loạn nhịp nguy hiểm phát sinh trong phát sinh, và khi mà nó phát hiện ra các rối loạn nhịp nguy hiểm đó thì nó tự sốc điện, đấy, tự sốc điện trong buồng tim một cách tự động với cái mức năng lượng là phù hợp nhất. Đó thì để cứu sống bệnh nhân thì người ta gọi đây là máy phá rung tự động. Đây là lời khuyên cho một số bệnh nhân mà có cái biểu hiện rối loạn nhịp. Thứ nhất là chúng ta nên có cái chế độ ăn và sinh hoạt lành mạnh. Đấy, những người có nguy cơ cao bị loạn nhịp, đấy, thì cần đi kiểm tra định kỳ, và nếu mà có biểu hiện rối nhịp thì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn, tránh việc là tham khảo ý kiến của những cái người không có chuyên môn hoặc là những nhân viên y tế mà không phải có các cái kiến thức chuyên sâu về nhịp như là dược sĩ, như là vân vân. Thì trong các cái trường hợp đó thì chúng ta tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của cái bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, chuyên khoa sâu về loạn nhịp để chúng ta được tư vấn tốt nhất. Đấy, và nếu có các triệu chứng nguy hiểm như ngất, khó thở hay đau ngực nhiều mà không giảm thì chúng ta cần phải đến bệnh viện ngay, vì đây là các cái triệu chứng nguy hiểm mà không thể trì hoãn được. Đấy, bởi vì trì hoãn là chúng ta đang đặt chính tính mạng của chúng ta vào trong cái tình trạng nguy hiểm. Các bác sĩ chuyên sâu về rối loạn nhịp tim và các trung tâm tim mạch chuyên sâu có thể đưa ra các phác đồ điều trị phù hợp nhất và chính xác nhất. Đấy, tránh được chúng ta đi tư vấn ở các cái nguồn tư vấn nó không chính danh, không chính thống, như là hiệu thuốc, như là báo mạng, như là diễn đàn vân vân. Thì đó là các cái kênh mà nó không được kiểm chứng và có thể đưa ra cái lời khuyên nó không chính xác cho tình trạng sức khỏe của các bạn. Và sau đây là một số các rối loạn nhịp tim thường gặp. Ngoại tâm thu là một cái rối loạn nhịp tim rất là thường gặp và thường là lành tính, gặp ngay cả người bình thường, người không có bệnh tim cấu trúc. Và nguyên nhân thì trong đối với ngoại tâm thu thất thì thường là nguyên phát, nghĩa là nó không có nguyên nhân gì cả. Đấy, nó không có nguyên nhân gì cả, đa phần các trường hợp là như vậy. Tuy nhiên thì cũng có một số các trường hợp như là đi kèm các bệnh tim cấu trúc, như là suy tim, bệnh lý động mạch vành cũng có thể là một cái tác nhân mà gây ra ngoại tâm thu. Thì ngoại tâm thu thông thường sẽ gây ra triệu chứng tức ngực, hụt hơi, bỏ nhịp, đấy, rất là khó chịu ở vùng ngực, vân vân. Và để mà chẩn đoán được bệnh lý ngoại âm thu thì thường bác sĩ cần đến các cái điện tâm đồ hoặc là điện tâm đồ lưu động 24 giờ để chẩn đoán. Điều trị ngoại âm thu thông thường thì đa phần các cái ngoại âm thu là không cần điều trị, chỉ cần điều trị ngoại âm thu khi mà số lượng ngoại âm thu rất là nhiều, cái tỷ lệ xuất hiện của nó rất là nhiều. Thông thường thì gánh nặng của ngoại âm thu được đánh giá dựa trên kết quả của điện tâm đồ 24 giờ. Nếu mà cái ngoại âm thu xuất hiện với tần suất rất là cao, rất là nhiều và gây ra rất nhiều triệu chứng thì lúc đó cần phải điều trị bằng các cái thuốc chống rối loạn nhịp. Đấy, hoặc là một số các cái ngoại âm thu nhất định thì có thể sử dụng phương pháp là triệt đốt, thăm dò điện sinh lý và triệt đốt. Thì phương pháp này có thể giúp cho bệnh nhân khỏi hoàn toàn, tỷ lệ thành công cao có thể là từ 80 đến dao động từ 80 đến 90 hoặc hơn 90% đối với tùy loại ngoại âm thu thất khác nhau. Đấy, và thông số an toàn rất là hiệu quả, rất là tốt, rất là thấp, và hầu hết các bệnh nhân mà tiến hành can thiệp thì rất hiếm khi mà có các cái biến chứng mà nguy hiểm. Các cái cơn nhịp nhanh thì có rất là nhiều các dạng cơn nhịp nhanh khác nhau. Đấy, cơn nhịp nhanh có thể lên đến 180-200 lần một phút và khiến bệnh nhân rất là mệt mỏi, khó thở, chóng mặt, cảm giác tim đánh trống ngực liên tục. Đấy, và cơn đặc điểm của cơn nhịp nhanh thì thường là rất là hay tái phát. Đấy, có thể tái phát vài ngày tái phát một lần hoặc là một ngày tái phát vài lần. Đấy, tần số cường độ tái phát nó rất là nhanh, rất là cao. Đấy, khiến cho bệnh nhân rất mệt mỏi và khó chịu. Đấy, và chẩn đoán cái này thì chủ yếu là dựa trên điện tâm đồ, và trong một số trường hợp thì cần phải thăm dò điện sinh lý để có thể chẩn đoán một cách chính xác được. Và khi mà đã thăm dò điện sinh lý thì có thể kết hợp với triệt đốt, vì triệt đốt có thể khỏi được hoàn toàn các cái cơn nhịp nhanh
Và trong trường hợp mà triệt đốt thì một số các cái rung nhịp nhanh tỷ lệ triệt đốt thành công rất cao, để lên 95-98% tỷ lệ thành công rất là cao. Và bên cạnh đó là cái tỷ lệ về biến chứng, thông số về an toàn rất là hiệu quả. Rung nhĩ cũng là một trong các cái rung nhịp mà được nhắc đến nhiều nhất hiện nay, đi kèm, vì rung nhĩ là một cái bệnh lý mà đi kèm với sự rối loạn về chuyển hóa, về tim mạch chuyển hóa, rồi thì các cái đây cũng là một trong các cái loạn nhịp mà rất thường gặp ở các cái bệnh nhân mà đang có kèm bệnh lý tim mạch. Thế thì trường hợp rung nhĩ thường rất hay đi kèm với các cái bệnh lý như suy tim, bệnh mạch vành, tăng huyết áp hay đái tháo đường vân vân. Thì đây là các cái điều kiện mà thuận lợi để phát sinh các cái cơn rung nhĩ. Và một rung nhĩ thứ nhất là quan trọng, thứ nhất là bởi vì nó làm nặng nề thêm các bệnh tim, và thứ hai là ngay bản thân cái loạn nhịp rung nhĩ nó cũng gây ra các biến chứng rất là nặng nề, đó là biến chứng tai biến mạch não. Đấy, tai biến mạch não. Thế thì khi mà rung nhĩ thì nó hình thành cục máu đông ở trong trong vùng tim, và cục máu đông này thì sẽ theo cái dòng máu đấy nó trôi lên cái động mạch não và gây tắc cái động mạch não, khiến dẫn đến cái tình trạng đột quỵ. Hậu quả của việc đột quỵ đấy đó là nói ngọng, đó là ngất, đó là tai biến gây liệt nửa người, đấy đó là đại tiểu tiện không tự chủ vân vân. Đấy, và là một trong các nguyên nhân mà dẫn đến tàn phế rất nặng nề ở cái người bệnh mà bị tai biến. Triệu chứng ở bệnh nhân rung nhĩ thì đánh thường biểu hiện bằng đánh trống ngực, mệt mỏi, khó thở, đấy, nhịp cảm giác nhịp tim nó không đều. Đấy, và đôi khi là bệnh nhân nhập viện vì cái biến chứng, cái triệu chứng liên quan đến biến chứng của rung nhĩ như là nói khó, như liệt nửa người hoặc là thậm chí hôn mê. Để mà điều trị rung nhĩ thì nó rất là phức tạp, đấy, phức tạp và cần phải có sự tư vấn, tham vấn của bác sĩ chuyên khoa về tim mạch để có thể điều trị được cái bệnh lý này. Đấy. Và trong rung nhĩ thì thuốc đóng vai trò rất là quan trọng trong việc điều trị. Thuốc sẽ giúp dự phòng các cái biến chứng và kiểm soát các triệu chứng. Đấy. Và đối với cả trường hợp rung nhĩ thì triệt đốt cũng chỉ phù hợp với một số nhóm bệnh nhân nhất định, đấy, và giúp cải thiện triệu chứng ở trường hợp này, và tỷ lệ thành công thì cũng loanh quanh khoảng 70-80% và không được cao như là đối với cả các trường hợp ngoại tâm thu hay là các cơn nhịp nhanh. Tuy nhiên với cái sự phát triển của kỹ thuật hiện nay thì cái tỷ lệ thành công trong triệt đốt rung nhĩ đang ngày càng gia tăng, đấy, và là một cái phương pháp rất là hứa hẹn trong tương lai để điều trị rung nhĩ. Bệnh lý suy nút xoang cũng là một cái bệnh lý nhịp chậm mà rất là phổ biến. Đấy, thường bệnh lý suy nút xoang thì nút xoang ở đây chính là cái hệ thống, cái bộ phận mà nó phát ra cái nhịp xoang của bệnh nhân, của người bình thường. Đấy, thế khi mà cái hệ thống nút xoang này nó bị yếu đi, nó bị thoái hóa đi, thông thường liên quan đến tuổi tác, liên quan đến các bệnh lý như tăng huyết áp, như là bệnh mạch vành, thì nó làm cái hệ thống nút xoang này bị thoái hóa và nhịp tim lúc đó sẽ bị chậm đi. Đấy, chậm đi theo cái tốc độ thoái hóa của nút xoang. Và triệu chứng biểu hiện thường là mệt mỏi, giảm khả năng gắng sức, rồi thì đánh trống ngực. Đấy, rồi thì các cái biểu hiện như ngất thường liên quan đến các đoạn ngừng tim rất là dài. Đấy, và đây cũng là một trong các cái triệu chứng rất là nguy hiểm. Chẩn đoán suy nút xoang thì dựa vào điện tâm đồ và điện tâm đồ 24 giờ và điều trị bằng cách duy nhất đấy là cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, và đây cũng là cách điều trị tốt nhất đối với các trường hợp bệnh lý suy nút xoang khi mà cái hệ thống nút xoang đã thoái hóa, thì không có một cái thuốc nào gọi là khả thi có thể quay ngược lại được cái bánh xe thoái hóa. Một số các câu hỏi thường gặp liên quan đến các cái rối loạn nhịp tim, đó là rối loạn nhịp tim có nguy hiểm không? Đấy, thế thì đa phần các cái rối loạn nhịp tim thì nó khá là lành tính, thế nhưng mà cũng rất có một số các cái rối loạn nhịp nó cũng nguy hiểm. Đấy, nguy hiểm và mang lại các cái biến chứng nặng nề, ví dụ như là rung nhĩ chẳng hạn. Đấy, như chúng ta vừa mới trao đổi thì nó có thể gây ra các cái cơn tai biến mạch não, di chứng rất là nặng nề, hoặc là các cái rối loạn nhịp thất, các rối loạn nhịp nhanh có thể gây rối loạn huyết động, gây suy tim, gây đột tử, đấy cũng nguy hiểm. Đấy, vậy thì để mà biết được cái rối loạn nhịp của mình có nguy hiểm hay là lành tính thì chúng ta cần phải gặp cái bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, hoặc tốt hơn là gặp các bác sĩ chuyên sâu về rối loạn nhịp, đấy, để biết được cái rối loạn nhịp của mình có thực sự là lành tính hay là nguy hiểm. Một câu hỏi nữa cũng rất là thường gặp đó là tôi bị loạn nhịp
nhưng mà không có triệu chứng hoặc là triệu chứng rất ít thì có cần điều trị không? Đấy, câu hỏi này cũng rất là thường gặp. Đấy, và xin trả lời đó là còn tùy thuộc vào các rối loạn nhịp. Có một số rối loạn nhịp thì chúng ta có thể sống chung một cách hòa bình với nó. Thế tuy nhiên là có những cái rối loạn nhịp nó tiềm ẩn sự nguy hiểm, mặc dù là chưa biểu hiện ra triệu chứng nhưng nó tiềm ẩn sự nguy hiểm, và vì nó tiềm ẩn sự nguy hiểm đó thì chúng ta vẫn cần phải điều trị và theo dõi một cách tích cực để dự phòng các cái biến chứng. Đấy, dự phòng các biến chứng nặng nề. Đấy, ngay cả khi mà nó chưa biểu hiện ra ngoài. Đấy. Rối loạn nhịp có di truyền hay không? Đấy, thì có một số rối loạn nhịp thì rõ ràng nó liên quan đến các cái đột biến gen và nhiễm sắc thể, và cho đến hiện nay đã được chứng minh. Đấy. Và vì nó liên quan đến cái vật chất di truyền nên là nó có thể di truyền được đến cho cái đời sau. Đời sau tùy thuộc vào cái tùy thuộc vào cái bản chất cái rối loạn nhịp đó, cái bệnh lý đó là bệnh lý gì. Thế tuy nhiên là đa phần các cái rối loạn nhịp thì là lành tính, là không có di truyền, là không di truyền. Thế tuy nhiên là cũng có một số các bệnh lý di truyền, loạn nhịp liên quan đến di truyền. Đấy, và các cái rối loạn nhịp liên quan đến di truyền này thì rất không may là nó lại rất nhiều các cái bệnh lý là nó lại khá là nguy hiểm. Nên là việc sàng lọc về bệnh lý, sàng lọc về gen, về vật chất di truyền cho bệnh nhân và cho người thân để được tư vấn và theo dõi cái thích hợp là cực kỳ quan trọng. Bởi vì có những cái trường hợp mà mang cái vật chất di truyền, mang cái gen bị bệnh rồi thì người ta tiên lượng là trong tương lai thì người đó sớm hay muộn gì cũng bị bệnh, cũng bị loạn nhịp. Nên là việc sàng lọc các cái về gen, các cái vật chất di truyền là rất là quan trọng để chúng ta tiên lượng được và chúng ta có một cái chế độ theo dõi nó phù hợp nhất với từng bệnh lý, với từng bệnh lý khác nhau. Rối loạn nhịp có khỏi được không? Thì như chúng ta đã trao đổi lúc nãy thì có những rối loạn nhịp thì chúng ta bắt buộc phải sống chung, nhưng mà cũng có những rối loạn nhịp mà chúng ta có thể chữa khỏi được hoàn toàn và trở về người thành người bình thường, trở về người bình thường và không còn cái bệnh lý gì nữa. Đặc biệt là các trường hợp như là các cái ngoại tâm thu thất, các cái ngoại tâm thu, rồi thì các cái trường hợp là cơn tim nhanh. Đấy, sau khi chúng ta được thăm dò để sinh lý do triệt đốt thì có thể khỏi được hoàn toàn mà không bị tái phát lại, không bị tái phát nữa. Đấy, và người bệnh có thể trở về cuộc sống bình thường. Đấy. Thế thì để mà điều trị được một cách tốt nhất và hiệu quả nhất thì chúng ta nên khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm và điều trị, dự phòng những cái biến chứng nguy hiểm liên quan đến rối loạn nhịp. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta nên gặp ai để khám và tư vấn? Đấy, khi có triệu chứng thì tất nhiên là chúng ta cần gặp bác sĩ để biết tình trạng của mình có nguy hiểm hay không. Bác sĩ, các bác sĩ ở đây thì có thể là các bác sĩ đa khoa, các bác sĩ tuyến cơ sở, các bác sĩ nội khoa chung có thể tư vấn được chúng ta, biết được chúng ta đang có trong tình trạng nguy hiểm hay không. Đấy, các triệu chứng nặng như là ngất, hôn mê, đột quỵ thì cần vào viện ngay lập tức để tham khảo các ý kiến của bác sĩ. Và để tránh cho việc là chúng ta khi mà gặp các triệu chứng nặng rồi chúng ta lại cố gắng đi lên các cái cơ sở cao hơn, như là các cái tuyến trung ương, như là đi lên Hà Nội, vân vân. Đó, thì khi mà gặp các cái triệu chứng nặng rồi thì chúng ta phải vào y tế cơ sở gần nhất và gặp bác sĩ gần nhất để chúng ta có được cái tư vấn hợp lý nhất để đảm bảo được cái sức khỏe của chúng ta, đảm bảo được cái nhịp của chúng ta nó có đang trong cái tình trạng quá nguy hiểm hay không, có an toàn để di chuyển hay không. Đấy, thì chúng ta nên vào cái cơ sở y tế gần nhất. Các trung tâm tim mạch lớn như viện tim mạch, bệnh viện Bạch Mai thì thường là có đầy đủ các trang thiết bị kỹ thuật cao của bác sĩ chuyên khoa rối loạn nhịp để tư vấn và đưa ra điều trị phù hợp nhất. Và khi mà chúng ta đã bị rối loạn nhịp thì chúng ta có thể đến các cái cơ sở này để chúng ta có thể nhận được cái tư vấn và các cái phác đồ điều trị mà phù hợp nhất so với mình. Và có một điều nữa cần nhắc lại, cần nhấn mạnh, đó là các rối loạn nhịp nó rất là phong phú. Có thể là các rối loạn nhịp này liên quan đến phát nhịp hay là dẫn nhịp vân vân, nhưng các rối loạn nhịp này rất phong phú và do đó thì không thể áp dụng hoàn cảnh của người khác vào hoàn cảnh của mình. Đấy, nghĩa là cũng có người bị rối loạn nhịp đấy, như mình lại tham khảo cái tư vấn của người ta rồi thì mình lại uống những cái thuốc giống như của người ta thì hoàn toàn là không đúng, bởi vì là các rối loạn nhịp nó rất là khác nhau, ở người này thì nó thế này, ở người khác thì nó lại như thế khác, và mỗi bệnh nhân thì cần phải có một cái phác đồ điều trị nó cá thể hóa, nó phù hợp với riêng mình và không thể áp dụng được hoàn cảnh của người khác vào hoàn cảnh của mình. Đó, thì đó là cái thông điệp cuối cùng mà muốn nói với cả quý bạn. Vâng,
Đó cũng là cái thông điệp cuối cùng, và cũng xin cảm ơn đã chú ý các bạn đã chú ý lắng nghe.